Chào các bạn nha, trở lại các bạn ở Tử Vi Cái lá số đầu tiên của sáng hôm nay là một bạn nam Thì bạn này cho cái ngày là ngày 15 tháng 1 năm 1991 âm lịch là ngày 30 tháng 11 năm canh ngọ Bạn này cho cái giờ là giờ tị là khoảng 9 giờ 30 sáng Thì đây là cái người thân cư thê thiếp Thì bây giờ em này hỏi một số những câu hỏi nó khá cụ thể Thì bây giờ chị vào luôn cái câu hỏi đầu tiên của em Thì câu hỏi đầu tiên em hỏi là với cái việc mà em xóa cái nút ruồi hoặc là em mổ mắt á, Thì nó có gọi là phá tướng hay ảnh hưởng tới cái lá số tử vi của mình hay không Ở sau này sẽ như thế nào thì em mà đã mổ mắt rồi là một gọi là bắn mắt là một thứ hai là em đã có những cái nốt ruồi trên người á, thì thật ra nó ứng với cái cung mệnh của em rất là nhiều đó là lý do tại sao mà khi mà chị đọc cái câu hỏi của em thì chị nhìn qua cái lá số tử vi thì chị ngồi chị cười chị nói đúng lắm tại vì mệnh em thì có đà la mà đi chung với thiên hình mà trong tam hợp chiếu và cung tự ách của mình vô chính diệu thì có thái âm hóa kỵ mà thái dương cự môn đi chung với hỏa linh như thế này cô thần quả tú chiếu về mà đi chung với thiên mã nữa mệnh mình thì lại có thiên hình đó, thì đó là những cái việc nó nói đầu tiên là mình là người mắt kém Mắt mình nó có cái vấn đề Cái thứ hai nữa là Đà La nó cũng nói lên những cái bớt cái tật Hoặc là những cái nút ruồi trên người của mình đó. Thì nó gặp như vậy là nếu mình đã có những cái mổ về mắt Hoặc là mổ nút ruồi ví dụ như vậy Thì rất là đúng số với em Thì nó ứng số thôi chứ nó cũng chẳng có gì là là thay đổi số của mình Mà khi nó ứng rồi như vậy rồi thì mình sẽ giảm đi những cái cái tai nạn khác ừ. Bây giờ chị trả lời cái câu hỏi số 2 cái câu hỏi số 2 của em là gia đình em chỉ có một mình em là con trai thì nói tới cung huynh đệ có ảnh hưởng gì không? Năm tới cung huynh đệ ra sao? Thì cái đầu tiên đó là bây giờ em vẫn còn nằm trong cái đại vận của cung Phúc Đức chứ chưa đến cái tam hợp cung huynh đệ từ 33 trở đi em mới về cái đại vận huynh đệ tam hợp nha. Thì bây giờ em vẫn còn nằm trong cung Phúc Đức mà chỉ nói sơ qua cái cung huynh đệ của em thôi thì riêng bản thân của em á thì khi mà mình rớt về cái năm lẻ thôi nha ừ. hoặc là trong cái tam hợp kế tiếp của mình một hồi nữa chị sẽ nói cái đại vận đó khi mà nói đại vận là chị nói 10 năm còn chị nói một năm nhỏ thì em nhớ là cái tiểu vận mình về một cái năm đó thì lúc nào trong cái cung huynh đệ của mình có cách giống như em đó, thì đầu tiên những cái năm đó mình rớt vào đó mình thường hay bị dẫn dụ là một Ừ. Mình hay bị xu thế xã hội Mình chạy theo nó À, mình đang thấy xã hội nó như vậy tự nhiên mình dẫn dụ mình chạy theo nó mình đầu tư thế là mình bị tổn thất vậy thôi đó là cái cách mà gọi là thiên đồng thấy âm mà gặp hoa kỵ không kiếp nằm đây à, thì nó có những cái cách như vậy có nghĩa là mình đang yên đang lành tự nhiên ở đâu mình thấy ngoài đường nó làm một cái việc gì đó mình theo cái xu hướng xã hội nó mình chạy theo nó theo cái sở thích theo cái thú vui đó thế là mình bị bị mất thì những cái năm tiểu hạn á mà rớt về cái con sao hóa kỵ thiên đồng thái âm ấy, thì thường thường những năm đó chị hay khuyên á, là mình nên đi làm công thôi đi làm thuê cho người khác thì tốt hơn mình đừng có buôn ba ở bên ngoài đừng có đầu tư lớn mình hay bị mất thì khi những cái năm năm lẻ mà rớt về lại con sao thái âm thiên đồng hóa kỵ hỏa tinh không kiếp phục binh á, thì mình chỉ nên đi làm công cho người khác thì cái đó là cái cách nhìn chung vào những cái năm nếu mình đi vào đó mình dễ bị dẫn dụ, mình dễ đi theo cái xu hướng của xã hội chào lưu gì đó, tự nhiên mình đi theo mình làm theo người ta, thế là mình đi mất. Thì đó là tránh những cái đó. Còn câu hỏi số 3 của em là thì em hỏi là cái đại hạn của em rơi vào những cái năm nào, em có qua khỏi hay không. Thì khi mà em hỏi về đại hạn có nghĩa là mình nói về 10 năm kế tiếp của mình nó như thế nào? ở à, những cái ô, những cái 10 năm như vậy thì mình có qua khỏi hay không? Thì dùng cái từ qua khỏi hay không thì cái này chị sẽ không bao giờ chị trả lời. Tại vì phước báu của mỗi người nó khác nhau. Cho nên chúng ta không có trả lời về vấn đề thọ yếu hay phước báu ở đây. Nhưng mà về vấn đề gọi là chia sẻ kiến thức tử vi thì chị vẫn có thể chia sẻ với em về cách chúng mình coi hạn nó như thế nào. Thì ở đây chị chia sẻ như thế này. Đầu tiên cung bệnh của em là người vũ khúc tham lam đóng tại mùa mà gặp triệt thì trong cái tam hợp này đầu tiên mình nhìn cái cung xung chiếu nó là cái cung vô chính diệu trong tam hợp sẽ có liêm chinh phá quân và đi chung với cái bộ tử vi thức sát nằm ở cung quan thì lúc này khi mà cung mệnh của mình có vũ tham mà đi chung với hóa quyền thiên hình thiên không nằm đây mà có đà la thì phải nói mình là một cái người có tính gọi là tham vọng có tham vọng trong đó nhưng mà khi mình về cái hạn nha là hạn thiên tướng là từ 23 cho tới 33 à, nằm ở cung Phúc Đức thì lúc này mình có ân Quang thiên quý có xương khúc kình dương hồng loan nằm ở đây thì nói đây là cái hạng tham vọng nhưng mà có cơ sở nên nó giảm được nhiều cái buồn phiền trong cái hạng này là cái đầu tiên cái kế nữa là cái hạng này từ 23 tới 33 thì mình không nên đầu cơ là một không nên về cờ bạc nữa là hai dính vào cờ bạc là dễ mệt mỏi lắm và rất dễ vì trai gái mà gây ra những cái họa. Đó thì cái cách của cái hạng này đó chị khuyên đó là mình nên nhìn vào cái cách đối nhân xử thế của mình sao cho nó đúng đạo. Ừ thì mình dễ được những người khác người ta đề bạc cho mình. À và cái hạng này cũng cũng dặn là tại vì có thiên tướng hãm đi chung với xương khúc đó, thì mình cũng không nên thay lòng đổi dạ hiểu không à, thì để anh chi để mình tạo những cái phước đó cho cái hạn kế tiếp của mình đó là cái hạn từ 23 tới 13 là lưu ý những cái đó đầu tiên là không cờ bạc không đậu cơ giảm thiểu những cái đào hoa để bớt vì gái mà gây họa là cái thứ hai à, nhìn lại cái cách mình đối nhân xử thế những người nào mà ta đề bạc cho mình đó, thì mình nên mình nên chú tâm mình trả ơn cho họ là cái kế tiếp cuối cùng là về vấn đề tình cảm đó, thì không nên thay đổi nhiều quá giữ một cái cái gì đó tốt một cái ổn định để em chi để tạo những cái phước cho cái hạng kế tiếp thì đó là cái sơ lược từ cái hạng cung phúc của em là nó có những cái cái hình ảnh như vậy. Và cái cái hạng kế tiếp của mình là cái hạng từ 33 tới 43. À thì đây là cái hạng gọi là thiên cơ thiên lương mà em gặp tuần rất hên cho em nha là mệt em gặp triệt mà em đến đi đến cái ô tuần tuần liền hai ô đến cung quan là 43 luôn thì nó tự tháo gỡ ra nhất là em là người dương nữa thì cung tuất là cung dương cho nên nó gỡ ra rất là mạnh đó thì cái hạn này á là cái hạn có nhiều cơ hội cái hạn có ra được nhiều cái kế hoạch mình tính toán kỹ càng mình thuận lợi mình cải cách được sự sự nghiệp của mình. Đó đây là cái hạng mà thu gom được nhiều về tài chính. Cái hạng này là hạng gọi là thái tuế của mình, mình người mệnh thổ mà đi đến gặp tuần nó không có xấu, nó cũng khá khá là tốt đấy. Ừ. cái kế nữa là cơ lương ấy, nó cũng rất là hợp với cái người người mệnh thổ em cái cung cái cung mệnh của em thì có vũ tham nhưng mà cái cung thân của em là thân cư thê thì lại có thiên phủ cho nên nửa đời sau của em lại tốt hơn nửa đời đầu nửa đời đầu của mình luôn luôn gặp những cái thất bại nó khó thành công đi đâu mức độ mức tạc đi đâu cũng bị thương bị té các kiểu nhưng mà từ từ về già đi mình bớt đi rất nhiều từ lúc này người mệnh thổ mình hợp với thiên phủ nhiều hơn đấy thì những cái hạn kế tiếp của em từ cái cung mà đến cung điền là từ 33 trở đi em sẽ thấy cuộc đời em thay đổi rất nhiều sáng lên sáng lắm thì thường những cái lá số mà những người vũ tham á là khó khi nào họ phát từ lúc trẻ nếu có phát đi nữa thì họ cũng giữ không được cho nên thôi phát cũng đừng có mừng tại vì nhiều khi phát hồi trẻ mình mất đi mình không thấy lại được đó cho nên là, là thào mình để nó chậm mà nó chắc nha thì cái đó là cái hạn mà từ 33 cho đến 43 là cung điền của em là cái hạn phát triển rất tốt nhiều về cơ hội lên kế hoạch thì phải cơ lương mình lên kế hoạch tính toán cho thật kỹ thuận lợi tốt đó thì cái hạn đó đó cái hạn mà về cung điền đó, thì những cái năm nào mà rớt vào cái con sao thiên đồng thái âm hóa kỵ thì em nhớ những cái năm đó em cẩn thận về vấn đề đầu tiên là giấy tờ chứng nhận là một Giấy tờ pháp luật là hai Vẫn dính dáng đến giấy tờ hôn nhân nữa là ba Đó Thì những cái hạn mà về lại cái con sao hóa kỵ Đồng cơ này nè Thì em cẩn thận cái đó Thì dĩ nhiên trong cái tam hợp đó Nó rớt vào năm 33 tới 43 Thì ít nhiều gì em có thành công Nhưng mà vẫn rắc rối vấn đề giấy tờ nha Thì nên cẩn thận cái đó cho chị Rồi chị nói cái hạn kế tiếp á Là cái hạn em về 43 cho đến 53 Thì tuần triệt hồi nãy chị nói đã từ từ Nó tháo gỡ nhau Thì đây là cái hạn của quyền lực tử xác bây giờ nó không còn gặp tuần nữa nó được gỡ rất nhiều thế đây là cái hạn cái hạn em có nhiều cái tham vọng mà bản thân em đã có tham vọng sẵn trong đầu rồi thì đây là cái hạn mình làm điều đó nhưng mà chị khuyên tại vì mình đến đúng hạn của mình nhưng mình vẫn phải kiềm chế lại để em chi đừng để cái tham vọng nó lấn hết tất cả những cái 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 mà gọi là sáng suốt của mình thì lúc này mình dễ gặp những cái trắc trở chính vì cái tham vọng của mình thôi đó. thì muốn được bình an thì những cái năm mà về 43 tới 53 đó thì mình nên gọi là sao gọi là nên kiềm chế bước lại để cho cuộc đời mình nó 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 nhàn hơn nó em nha từ 43 tới 53 thì đó là ba cái cái vận mà tốt trong cuộc đời của em thì chị thấy đó chị trả lời những câu hỏi của em câu hỏi kế tiếp là em hỏi về vấn đề thì em hỏi về vấn đề tài chánh có nghĩa là lá số của em thì em hỏi là có kiếm hoặc có giữ được tiền không nếu không thì chị có cách nào giúp em giữ tiền hay là làm một cái gì khác thì đầu tiên cái cung tài của em là có bộ liêm chinh phá quân hãm nằm ở cung mão có thiên hỷ hỷ thần hai con sao hỷ đóng cùng cung mà đi chung với đào hoa thiên đức phúc đức trong cái tam hợp như thế này thì khi cái bộ liêm phá mà nó hãm nằm ở cung mão thì cái đầu tiên nói lên mình là cái người về tài chánh không có được ổn định nhưng mà được một cái là có rồi lại hết Hết rồi lại có <laughs> Cái kiểu của mình như vậy Tại vì khi mà phát quân mà đi chung với cái bộ đào hoa Thì nó hay có cái tính hao tốn ừ. Nhưng mà ở đây hao thì lại hao tốt Có nghĩa là khi nó hao đi rồi Thì tự nhiên nó sẽ lập cái mới ra Thì đó các cách liêm phá là nó như vậy Cái kế nữa là khi cái hạng của mình đó, Em nhìn cái hạng đầu tiên là hạng về cung điền là một Cung thứ hai là cung huynh đệ Thì hai cái hạng này là mất đi rồi lại có lại Nha mình không nên sát phạt quá về vấn đề tài chánh mình nên chừa cho người khác một cái lối thoát khi mình sát phạt người khác mình đưa người ta vào một cái thế thì chính bản thân của mình không chống đi chày mình cũng sẽ gặp cái thế nó còn kẹt hơn người ta nữa đó thì ở đây là cái cách của em mà chị thấy những cái đó có nghĩa là khi mà đào hoa đi chung với thiên hỷ mà liêm phá thì mình đừng có sát phạt quá về vấn đề tài chánh thứ hai nữa là hãy chừa cái đường lùi cho mình à, thì luôn luôn nghĩ cái đó cho người khác thì tự nhiên ông chờ ông cho em lại cái đó cái kế nữa là số em không có hợp đầu cơ hoặc là không có hợp mà gọi là kinh doanh mạo hiểm không có hợp cái đó với em à, tại vì những cái hồi lúc mà còn trẻ chị thấy những cái hàng em đi qua có khả năng là em mất đi rồi em không có lấy lại được những cái đó cho nên là mình không có mình không có chơi liều trong cái lá số này cái câu hỏi kế tiếp của em là em hỏi về công việc với kinh doanh đúng không thì nếu mà nói về công việc cho em á thì em là cái người chủ đảm trách được công việc giỏi, em là người giỏi quản lý. À, thì nhưng mà mình trong công việc của mình Thì mình hay mất nhiều cái tâm sức Mình nhiều vất vả Mà chị thấy đây em cũng có nhiều khi em cũng xử sự khá tình cảm Trong vấn đề công việc của mình Cái kế nữa là mình là cái người Trong công việc mình hay gặp những cái khiêu chiến Không cần thiết ở trong cái Những cái người làm chung với mình Những người làm việc chung mình hay ứng phó với họ Mình cũng họ cũng cảm thấy mệt mỏi Thì chị cũng thấy những cái cái phần đó trong cái lá số của em Thì đời em nha Ít nhất gì em cũng phải đổi việc vài lần mới đúng số những cái người mà vũ tham đóng tạm mệnh là công việc không khi nào em làm được một công việc ổn định cho tới lúc về hưu đâu lúc nào mình cũng đổi ít nhất vài lần trong cuộc đời của mình nha thì cái đầu tiên em sẽ tốt như là làm cho chính giới à, cho công ty của nhà nước là một tập đoàn lớn là hai lực lượng vũ trang công an cảnh sát đại khái những gì cho chính giới là cái một em cũng có duyên với thương giới nữa À, có nghĩa là ví dụ như mình ra ngoài những công ty mà kinh doanh đầu tư mình làm cho họ cũng rất là tốt thì em lại thích hợp với những cái chức vụ như là quản lý hành chánh hay là quản lý nhân sự em rất là hay nhưng mà khi mà em quản lý như vậy thì chị khuyên là mình đừng có quá độc đoán thôi tại vì mệnh mình có quá quyền á thì dễ làm cho mình gặp nhiều cái chắc chở Ừ. thì số mình là số mà gánh vác được nhiều chức vụ cho nên mình cũng gọi là nặng gánh <laughs> nhiều khi lại quá gánh vác nhiều chức vụ nó đâm ra nó trở thành cái chữ là quá tải à, thì sau này có khả năng là em là một cái nhân vật lãnh đạo khá khá mạnh mẽ trong công ty và những cái hạng tốt của mình mình là cái người cũng gọi là nhân vật nhân vật lãnh đạo đấy ừ. thì bây giờ chị trả lời câu kế tiếp cho em là thì ở đây em hỏi về vấn đề tình duyên á em này hỏi về vấn đề lương duyên là xem là cuộc đời mình tình cảm nó sẽ như thế nào có lận đận hay không cũng cảm thấy lo lắng thì em chỉ không cần phải lo cái đầu tiên là mệnh của em là mệnh có vũ tham mà đi chung với đà hình không là nửa đời đầu của em có nhiều cái gặp gỡ nhiều cái vất vả phải làm đi làm lại hai ba lần mới thành công nhưng mà khi em vào nửa đời sau của mình thì em lại là người mệnh thổ mình lại thân cưới thê mà lại có con sao thiên phủ thì chắc chắn em lại có vợ thôi khi mà nó có xương khúc nằm ở đây như thế này là chắc chắn ông trời ông đặt cái dấu dấu tình duyên nằm ngay đó rồi thì chạy đâu cho thoát mà con sao thiên phủ nó hợp với cái hành của mình thì nó làm một con sao thiện tinh khi nó nằm ở cung phu thê thiên phủ mà đóng cung thê mà đi chung với xương khúc thiên quý như thế này thì vợ chồng có duyên với nhau À, thì chị khuyên là nên kiếm những cái em nào hay chọn những cái người nào mà có tuổi nhỏ hơn mình À, những cái cô mà tuổi bé hơn mình thì hai bên lại rất là dễ nhiều nhịn cho nhau ăn ở với nhau lại rất là hòa hợp còn cái đứa nào nó bằng tuổi em hoặc nó hơn em thì nó về có khả năng là cho dù mệt em có hóa quyền thiên hình đi nữa nó vẫn vẫn chả nhau như thường có phá toái sông hao nằm ở đây cũng mệt mỏi lắm nhé cho nên là kiếm mấy em nào mà nó bé bé đó nó càng nhỏ tuổi hơn mình thì mình lại càng hạnh phúc hơn đó là cái điểm đầu tiên cái điểm thứ hai về vấn đề gọi là tình yêu tình ái thì ở đây chị thấy em này có nhiều cái màu sắc đào hoa hơn cái người phối ngẫu của em cho nên nếu nói mà cái người mà lo ra thì cái phía bên mình nhiều hơn <laughs> mệt mình là ăn vũ thao mà có hóa quyền nhé ừ cung phúc của mình là có những cái bộ sao như thế này thì cái khả năng ấy, trong tâm hợp của mình lại có đào hoa liêm phá nữa đấy cung thiên nhiên của mình lại có thiên tài có tấu thư long đức trời ơi đấy cho nên là cho nên rằng là cái cái cách mà đào hoa mà đèo bồng có cái cảnh ngộ này là phía bên mình nhiều hơn chứ mình không có lo phía bên kia à, thì đây là chị nhìn trước là chị thấy như vậy mặc dù cái cung mệnh của em có thiên hình nó cũng cắt bớt đi rất nhiều về vấn đề đào hoa rồi À, có nghĩa là nhiều khi mình thấy phiền phức quá mình cũng tự mình bỏ nhưng mà cũng không tránh được tại vì càng về sau thì cái đào hoa của mình nó lại càng nhiều hơn lúc mình còn trẻ cuối của em là như vậy cho nên có khả năng là ở bên em nhiều hơn cái người vợ của mình sau này nếu mình hao tiền tốn của cho họ thiên phủ mà gặp sông hao mà đi chung với đất bệnh á thì thường thường vợ mình có khả năng là mình hao tốn một số những cái tài sản tiền bạc của mình để chữa bệnh cho vợ là đúng số nha à, cái đó là tốt người phối ngẫu của mình là một người hiền lành người đàn bà tốt lắm có, có 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 đức có đức mà có có có, có tâm nữa rất là đàng hoàng ừ chỉ có điều là sức khỏe hơi kém một chút thôi Lại là một người có tính tâm giống mình Hai người lại cũng có cái cái, cái vấn đề tính ngưỡng Cũng thích yêu tử vi lắm Cái cô này mai mốt em quen này cũng là nghe tử vi Là ôi chị Rosie cũng coi cho em đi Là cái cái kiểu cô này cũng như vậy đó à. Và hai người có cách hỗ trợ được cho nhau rất là tốt Tại vì có quan quý nằm ở đây nha Tính tình này rất là tinh tế Cái đó là cô vợ rất là tuyệt vời Đâu có cái gì đâu mà lo Thì cuối cùng thì chị hy vọng là chị trả lời hết những cái câu hỏi trong cái email của em Thì những cái năm kế tiếp nè, em lưu ý Những cái năm từ 33 tới 43 đó Ừ. Được tuần triệt tháo gỡ cho nhau Người mình thổ mình đi cũng êm đẹp lắm Thì những năm đó là những cái năm mà em Em nhất là khi mà mệnh mình lại có con sao tham lan Mà đi đến gặp linh tinh á Mình phát đó thì cố gắng nghe lại cái bài này để ý kỹ những cái hạn của mình chú ý những cái điều đó thôi từ 33 tới 43 43 tới 53 cũng là những cái hạn rất là nhẹ nhàng với mình đó. Thì chúc cho em gặp được nhiều thành công có mua được cái điều gì lên kế hoạch tính toán thì cũng để ý những giấy tờ cho chị vậy thôi Và những năm kế tiếp có khả năng là em lên xe bông rất là nhanh Nhất là năm 33 tới 43 có hoa cái long trì <laughs> Rồi, hy vọng là nghe được tin vui của em sớm Rồi, Chúc em và gia đình gặp nhiều thành công và vui vẻ Chào em